Hello anh em nhá, chào mừng em đến với kênh của mình là Win anh em ơi. Hôm nay tiếp tục làm video phần thêm cao Win anh em nhá. Thì để nói về cái vấn đề gọi là cái cách chơi và cái cách làm nào đấy để mà có thể chiến thắng được con game cao Win này ấy, thì mình nói thật với anh em luôn là một mà anh em thích chơi theo kiểu an toàn ấy thì mọi người hãy chơi con game tài xỉu rồng hộ. Còn anh em mà muốn liều ăn nhiều ấy thì anh em có thể chơi con game lật bài. Theo như mình biết ấy, con game lật bài là một cái thể loại đáng để cho anh em thử anh em nhá. Ok này, ngày hôm nay thì mình có số vốn nó cũng không phải là quá là cao nên là mình sẽ gọi là liều liều một tí để xem hoặc là liều có ăn được cao cao nhá. Nhiều bữa thì mình liều thì mình sẽ ăn được nhiều, nhưng mà căn bản là nó phải dựa vào kiểu là một là cái kinh nghiệm của anh em, hai là phải dựa vào cái ngày hôm đấy game nó có kiểu nhả nữa hay không em nhá. Trên này, dưới này, đen phát nữa này, dưới phát nữa này, uy tín luôn nên 900 rồi anh em ạ. Đỏ này, dưới này, ôi không được rồi anh em, đỏ này. Ơ trời ơi, mẹ mấy phát liên tiếp chết con bà luôn nhờ. Tên nào, ok nhận cái đá này. Đen nhá, lái đỏ, đỏ đi, lái đen nào. Ơ, dưới này, ui, lộn. Quả bấm dưới mà lại mồm bảo dưới mà bấm trên, khổ thế biết. Trên này, dưới này, nhận luôn, ok luôn anh em nhá. Thì chơi con game này thì mình luôn luôn nói với anh em là hãy chơi từ từ thôi, đừng có quá nóng vội. Nhưng mà cái bản thân mình ấy, mình thấy là như này này, chơi con game này nếu mà anh em cảm giác nó ăn được ấy, thì anh em hãy chơi. Chứ mà không thì nếu mà kiểu nhiều hôm ấy mình thấy mình chơi mà nó kiểu gọi là nó khó quá, chơi cái đánh cái gì cũng thua, chơi cái gì cũng thua, nên là mình cũng không muốn gọi là anh em gặp cái trường hợp như mình. Trên phát nào, dưới nào, ok này, lên là sắp lên hai củ này anh em ạ. Đỏ phát nào, trên phát nữa này, trên phát nữa, ôi trời ơi, ok anh em lên hai củ rưỡi rồi nhá. Cái việc mà anh em chơi con game này mà x2x3 lần vốn thì quá đơn giản. Căn bản là chúng ta có giữ được cái điều đấy không, căn bản là anh em có giữ được điều đấy không, hay là anh em lên rồi anh em lại xuống, rất là dễ luôn anh em nhá. Cái điều của lên rồi lại xuống rất là dễ luôn. Ok, mình lên được gần 3 củ rồi kìa. Rồi, đen này, trên này, dưới này, ui tiếc thế nhở, dưới này, trên này, rồi ok lên được 3 củ lại rồi này. Đỏ này, bích ra bích cả, rô ra rô đi, rui xuống này, trên này, xuống này, ôi nhận này, lên lại 3 củ này, dưới phát này, đỏ cái nào, ôi bấm lộn, trời ơi, mẹ mình bấm lộn anh em ạ, mình bấm lộn, quái mình bấm nhanh quá, mình quên mất là bên kia, ôi tăng lên 500k nhá anh em, tăng lên 500k nhá, nhận cái đã hơi nguy hiểm tí xíu, dưới phát nữa này, đen nào, trên phát nào, ok này, gỡ lại này, trên nào, dưới nào. Cứ bình tĩnh anh em ơi, cứ bình tĩnh thôi, cứ một tay đều gọi là phân bố cho nó đều phát là ok liền à. Nhận này, ok, cứ nhẹ nhàng thôi anh em ạ. Ôi trời ơi, quả ý nó ok luôn. Trên phát nào, dưới phát, ok, uy tín đấy. Thì mình cũng chơi nhẹ nhàng thôi, cũng không đáng là bao nhiêu đúng không, nhưng mà bắt đầu có lãi là cũng được, ok cũng được rồi. Trên nào, ok, nhận này, làm một phát cuối là anh em mình nghỉ nhá. Dưới này, tí nữa cứ tưởng là nghiệp rồi, hóa ra vẫn khó nghỉ nhờ. Dưới phát nhá, ui trời ơi, dưới phát đi, mẹ chốt lãi nào, chưa được anh em ạ. Mẹ chắc có lẽ là vào làm ván rồng rồng hổ trong cho nó uy tín anh em nhờ, vào làm ván rồng hổ đi. Ok, con này thì nó lúc đầu nó không sẽ không có cầu đâu, lúc đầu nó sẽ không có cầu đấy anh em ạ, mình sẽ phải chơi theo cái kiểu gọi là hên chui đúng không, mới vào thì làm một phát tay em hổ luôn anh em nhá. Thì hầu như kiểu mà là mình chơi cái này thì đã gọi là chơi lều rồi thì cũng phải gọi là như nào cũng quất, ôi ngon luôn, lên được 6 củ mấy này. Rồi anh em bắt đầu lật bài tiếp nhá, gọi là xông pha luôn anh em ơi. Trên phát nào, ôi nhầm lấm, đó, dưới, trên phát nữa, ui dồi không được rồi, đó, trên, nhấn, ok luôn này, dưới này, đen này, đỏ này, dưới này, nhận này, ôi dồi lên được 7 củ rưỡi anh em. Dưới phát nữa này, đen, trên, ui dồi ôi lên 10 củ phát nghỉ luôn này, trên này, dưới này, trên này, tí nữa thì lùm rồi anh em ạ. Đó, trên, lùm, ôi dồi một phát cuối cùng là 10 củ này, ôi dồi chưa được anh em ạ, chưa được. Trên nào, phát cuối cùng nào, rồi ok, chốt lại anh em ạ, không chơi nữa. Chốt lại thôi, tham lam là chết, rút tiền anh em nhá. Con này rút tiền cực kỳ là nhanh luôn anh em ạ.
trong vòng tầm khoảng là 1 đến 2 phút là nó đã về cái tài khoản ngân hàng rồi. Ok, bye bye anh em nhé. Hẹn gặp các em vào những video tiếp theo mình. Bye bye.